Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài TikTok tiếng Trung, tên là tiếng Trung luôn, nên là mình không biết phát âm thế nào ấy, thì mình sẽ edit ở phía dưới cho mọi người biết nha. Bài này thì khi mình nghe mình thấy rất là hay, kiểu nó khá là bắt tai ấy, nên mình muốn chia sẻ ngay luôn cho mọi người. Cùng bắt đầu nhé. Phần thứ nhất, đầu tiên thì mình sẽ chỉnh mẫu cho các bạn nhìn nhá. Bây giờ thì mình sẽ giải thích động tác cho các bạn này. Hai chân rộng bằng vai. Bên này là trái, bên này là phải nhá. Đầu tiên thì mọi người đổ đầu qua trái, đổ người, tay sẽ chè vào bụng này. Tiếp theo, nhấc cho mình bóp chân phải lên như thế này. Sau đó, mình hai đầu ngồi xuống và đổi hông qua trái. Thì xoay lại để bóp chân phải như thế này. Mọi người về cái dáng như này cho mình. Thử lại này. Đầu, người, bóp chân, nhún và đánh hông ra. Nối lại với nhau nha. Thì bây giờ từ vị trí này mọi người sẽ hơi đứng thẳng và sau đó lại đổ người sang bên phải, làm tương tự. Thử lại cho mình này, từng thứ một nhá. Đầu, người, nhấc gót, nhún và đánh hông. Thử lại bên phải này, đổ. Sau khi mọi người đã thành thạo hai động tác như thế này rồi thì mình sẽ đến với động tác tiếp theo nhé. Về trình tự động tác này, đầu tiên mọi người đổ người có phải để dáng như thế này. Tiếp theo mọi người hất cho mình hông lên hai lần, hông phải để dễ dàng hất hông thì mọi người đưa thêm cái gót nhé. Rồi sau đó mọi người mới đổ người có phải, lặp lại tương tự để hông. Động tác tiếp theo, thu chân trái về giữa thì tay trái đứng thẳng ngang. Tiếp theo, thu chân phải về giữa, tay phải lần theo ngang, mắt có thể nhìn theo tay lúc mọi người làm động tác như thế này, nhìn theo hoặc là không. Tiếp theo, lần lượt hai tay đẩy lên cao, sau đó hất xuống dưới. Khi hất xuống thì người sẽ nhún và ngửa đầu, sau đó lên thẳng, lên cao này, hất, nối lại từ lần cuối này, đổ trái, dừng, hất, thông, đổ phải, dừng, hất, thông, trái, lên, lên, đả, xuống. Bây giờ mọi người tăng tốc độ nối động tác lên nhé. 5, 5, 6, 7, 8, đổ trái, dừng, đổ phải, dừng, trái, phải, lên, lên và hất. Tiếp theo thì mình sẽ đến nhịp 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp nhanh này, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì mình sẽ ngân nga theo nhạc cho các bạn nhé. Sẽ hình dung động tác này. Tưng 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 tưng
tháng tư. Không có. Xong phần thứ nhất, bây giờ thì mọi người đến với phần thứ hai nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích từng động tác của phần hai này. Sau khi mọi người ngửa lên, tiến lên trước hoặc là dậm chân tại chỗ khoảng 3 bước, sau đó bật nhảy sang lên, tay để lên trước, người nhún. Tiếp theo, kéo hai tay đồng thời về hông phải, lên, kéo hông trái, lên. Khi kéo tay về hông thì hất cho mình cái hông phải lên, để hất hông phải dễ hơn thì đi kèm với cả gót chân nha. Nhún xuống này, hất lên, về lại nhún, hất, về, hai lần như vậy thôi. Tiếp theo, hông chân trái lên đầu gối phải. Khi đầu gối phải lên thì hai tay lấy đà trên cao, xuống, người khom, đổi chân. Tiếp theo, chân phải thì tay đưa, tay trái đưa từ đùi đưa ra. Tương tự, để lặp lại động tác trước. Lại giúp mình này. Bật ra, không phải, trái, và em vuốt, vuốt và xuống, đập xuống. Hai chân thay cách nhau, lên xuống như thế này. Chưa? Bây giờ mọi người thử kết hợp lại một lần nữa này. Ngửa, hất đi, 1, 2, 3 và bật, phải, trái và xuống, xuống, hình, cuốn, sang, hất, hất. Tiếp theo, sau khi mọi người hoàn thành xong tất cả combo như vậy, mọi làm như thế này đúng không? Thả xuống, bây giờ lại bật hai chân ra. Bây giờ mọi người nhún xuống này, để hông bên trước và kéo người lên theo giúp mình. Nó là uốn sóng từ dưới lên. Nếu mà các bạn chưa rõ phần uốn sóng như thế nào, các bạn hãy tìm một mặt tường nhé. Sau đó nối ba điểm ngực, hông, đầu gối thì các bạn sẽ được sóng từ trên xuống. Bây giờ nối hông và nối từ chân, đầu gối, hông. Sau đó ngực thì sẽ được sóng từ dưới lên. Nếu các bạn chưa biết làm sóng thì hãy tập từ những thứ cơ bản này trước, thì sau đó hãy vào động tác này nha. Và sau đó kết thúc thì mọi người thích đáng nào thì mọi người hãy không thể lấy ra nhé. Lại một lần phần 2 này. Nối động tác, hất lên đi 3 lần và bật ra, không phải, trái lên và vuốt và em không. Đã xong phần giải thích phần 2 thì bây giờ mình sẽ vào nhịp này. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4. Nhịp nhanh, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8, 1 và 2 3 4. Bây giờ thì mình sẽ kết nhạc chậm phần thứ hai nhé. Tiếp theo thì mình sẽ vào nhà cho các bạn này.
Như vậy là mình và các bạn đã cùng nhau học xong bài TikTok vừa rồi. Thì rất mong là các bạn sẽ hoàn thành được bài này trong thời gian sớm nhất. Cố lên nhé.